Xin kính chào quý vị đang theo dõi chuyên mục Nhà đẹp của Mắt Hôn. Ngày hôm nay Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị mẫu nhà mới do Mắt Hôn chúng tôi trực tiếp thiết kế và thi công xây dựng. Đó chính là mẫu nhà hiện đại 2 tầng với chủ đầu tư là gia đình anh Phan Thành Trung ở thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Trước khi đi vào chi tiết của ngôi nhà, chúng tôi xin được giới thiệu qua về Mắt Hôn. Mắt Hôn là một trong những đơn vị thiết kế và thi công trọn gói hàng đầu tại Việt Nam. Hiện tại, Mắt Hôn có 9 chi nhánh trên toàn quốc với hơn 100 nhân sự và đội ngũ thi công dày dặn kinh nghiệm. Nếu như quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói cho ngôi nhà của mình, xin vui lòng liên hệ với hotline của chúng tôi để nhận được tư vấn sớm nhất. Mỗi căn nhà đều sẽ thể hiện ít nhiều được cá tính của chủ nhân. Khi đến với Mắt Hôn, tùy theo sở thích khác nhau, quý khách hàng sẽ được tư vấn và thiết kế nên những mẫu nhà khác nhau, đảm bảo vẫn thể hiện được cá tính riêng biệt. Bên cạnh đó, những tiêu chuẩn về kiến trúc và thẩm mỹ sẽ luôn được giữ vững. Với những ai có tâm hồn hoài cổ, thích sự sang trọng thì chắc hẳn phong cách tân cổ điển sẽ rất được tâm đắc. Ngược lại, với những gia chủ có tính cách phóng khoáng, thích sự ấn tượng thì những ngôi nhà hiện đại chắc chắn là một sự lựa chọn tối ưu. Qua bản vẽ phối cảnh 3D ngôi nhà anh Phan Thành Trung ở tỉnh Bình Dương, không khó để nhận ra đây là một công trình hiện đại. Ngôi nhà 2 tầng bề thế nổi bật với hình khối lạ mắt, độc đáo, ấn tượng giữa không gian, những mảng tường ốp gạch thẻ và ốp giả gỗ ấn tượng. Về màu sắc thì công trình nhà anh Trung nổi bật với những gam màu xu hướng như là màu trắng, màu xám, màu gỗ, rất được quý khách hàng ưa chuộng trong thời gian gần đây. Ngôi nhà anh Trung có chiều rộng 5m, chiều dài 13,7m, diện tích sử dụng của ngôi nhà là 140m², diện tích đảm bảo về công năng của công trình. Một sự khác biệt rõ ràng giữa công trình nhà anh Trung và những ngôi nhà khác mà chúng tôi đã giới thiệu tất cả quý vị, đó chính là nhà anh Trung sử dụng kiểu dáng mái lệch về hai phía, sự không cân xứng lại tạo nên vẻ đẹp độc đáo và mới lạ. Mái lệch có kết cấu bền chắc, chịu được tác động của thời tiết, khả năng thoát nước mưa tốt, tránh tình trạng ẩm thấp và giúp giảm tiếng ồn. Nhà mái lệch sẽ phù hợp với các gia chủ có cá tính mạnh, thích sự khác biệt. Nhìn từ phía trên xuống có thể thấy tét nước được lắp đặt ở cuối mái của công trình. Tét nước, bồn nước là một vật dụng không thể thiếu ở những ngôi nhà dân dụng hiện nay vì chúng ta ai cũng rất cần một nguồn nước sạch để sinh hoạt. Các bồn nước hiện nay đều được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến nên đều đảm bảo về quy chuẩn bảo quản nước sạch, an toàn cho sức khỏe của người dùng và thân thiện với môi trường. Hiện nay có những loại bồn nước khác nhau như là bồn nước inox, bồn nước nhựa, tùy thuộc vào sự lựa chọn của gia chủ. Ban công được lắp kính cường lực, một thiết kế ngày càng được ưa chuộng cho nhiều ngôi nhà ở Việt Nam. Nhiều người vẫn còn e ngại về độ an toàn thì quý vị hãy yên tâm, kính cường lực đảm bảo cực kỳ an toàn mà vẫn tối ưu về thẩm mỹ, vì kính cường lực có độ dày và khả năng chịu lực gấp 5-6 lần so với kính thường. Với ngôi nhà anh Trung thì sảnh chính không sử dụng những cột hiên như những ngôi nhà khác mà chính kết cấu của ngôi nhà đã tạo nên sự bền chắc nhất. Ngôi nhà tạo nhiều mảng xanh ở phần tiểu sảnh giúp căn nhà thêm thân thiện với môi trường. Hệ thống cửa đi và các cửa sổ đều được lắp đặt cửa nhôm hệ xuyên pha phù hợp với phong cách hiện đại của công trình. Bên cạnh nhôm hệ xuyên pha thì nhôm hệ Việt Pháp hay nhôm hệ PMA cũng là những chất liệu rất tốt. Mỗi dòng sẽ có quy cách và giá thành khác nhau tùy theo lựa chọn của gia chủ. Bậc tam cấp được ốp đá granite bền cứng, mặt đen cổ trắng, đảm bảo bền chắc, không nứt nẻ và thấm nước. 5 bậc giúp tôn chiều cao công trình, tỷ lệ đẹp hơn và sau này nếu gia chủ có nhu cầu cải tạo sân cao hơn sẽ không gặp phải khó khăn. Tam cấp khi được thiết kế tốt về phong thủy sẽ mang đến tài vận thuận lợi cho gia chủ. Tiến vào khu vực bên trong ngôi nhà, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về cách phân chia không gian của công trình qua những bản vẽ mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt. Qua ảnh mặt bằng bố trí nội thất tầng 1, quý vị có thể thấy là căn nhà có hai lối tiếp cận, một lối từ cửa chính vào phòng khách và một lối cửa hậu. Một ngôi nhà có hai lối tiếp cận như vậy rất tốt về mặt phong thủy và công năng. Phòng khách nhà anh Trung có diện tích 23m², vô cùng rộng rãi. Dựa vào mặt bằng lát sàn, có thể thấy là sàn được ốp gạch granite vân đá màu vàng nhạt. Đây cũng là loại gạch được sử dụng xuyên suốt ở những không gian khác như là phòng bếp, phòng ngủ.
dựa vào mặt bằng bố trí trần và đèn, có thể thấy là trần phòng khách ốp thạch cao khung sơn chìm màu trắng. Theo phong thủy thì phần trần luôn cần đảm bảo lõm vào bên trong để tụ được vượng khí, tài khí cho gia chủ. Một lưu ý nữa về phong thủy là phòng khách không nên đặt sàn ngang áp đỉnh, dễ gây ức chế tâm lý cực lớn cho các thành viên gia đình. Quý vị nên lưu ý điều này cho gian phòng của mình nhé. Phòng khách thông với gian bếp diện tích 15,6m², căn bếp lấy sinh khí nhờ một cửa lớn mở ra sảnh phụ và những cửa sổ. Diện tích thoải mái để bố trí một kệ bếp hình chữ L và bàn ăn cho gia chủ. Một lưu ý về phong thủy phòng bếp là cần quan tâm đến sự ngăn nắp, vì một phòng bếp ngăn nắp sẽ thu hút nhiều sự may mắn hơn cho gia đình của mình. Quý vị có thể tham khảo là bàn phong thủy để xem hướng hợp với tuổi mệnh. Những hướng tốt như là sinh khí, thiên y, diên niên phục vị, ưu tiên đặt phòng khách, phòng thờ, phòng bếp, phòng ngủ để giữ cát tài, cát lộc cho gia chủ. Ngược lại những hướng xấu như là tuyệt mệnh, ngũ quỷ, lục sát, họa hại thì đặt nhà vệ sinh, kho để trấn hung hóa cát. Tầng 1 nhà anh Trung có một phòng ngủ rộng 10,8m², có thiết kế một cửa sổ đảm bảo sức khỏe chủ nhân. Khu vực nhà vệ sinh chung được ốp gạch màu ghi chống trơn, tách biệt lavabo, toilet và khu vực tắm thành hai không gian riêng biệt, giúp cải thiện về diện tích cũng như tận dụng được về công năng. Một thành phần luôn phải nhắc đến đóng vai trò quan trọng để kết nối không gian các tầng đó chính là cầu thang. Dựa vào bản vẽ chi tiết cầu thang có thể thấy là bậc cầu thang ốp đá granite, vân đá màu vàng nhạt, tay vịn gỗ lim Nam Phi, lan can kính cường lực giúp cơi nới không gian mà vẫn đảm bảo vững chắc. Để tiết kiệm diện tích thì cầu thang được thiết kế một vế. Cần tính số bậc cầu thang theo công thức là 4N cộng 1 với N là chu kỳ. Làm sao để bậc cuối cầu thang luôn tương ứng với cung sinh trong sinh lão bệnh tử. Ở đây nhà anh Trung có 21 bậc thang, rất phù hợp với phong thủy. Tầng 2 nhà anh Trung có một phòng thờ diện tích 11,5m², bố trí cửa sổ để tránh ngột ngạt nhan khói. Phòng thờ là không gian cung kính bậc nhất nên rất cần lưu ý về mặt phong thủy. Bài vị trên bàn thờ không nên đặt sát tường, sẽ không tốt cho vận mệnh con cháu, nên luôn cần để bài vị tách ra một khoảng so với tường. Tầng 2 có 2 phòng ngủ diện tích lần lượt là 10,8m² và 16,8m², một nhà vệ sinh chung, tất cả không gian được thiết kế hợp lý đúng theo mong muốn của gia đình. Dựa vào bản vẽ mặt đứng căn nhà có thể thấy là chiều cao từ cốt 00 đến đỉnh mái là 7,75m, chiều cao từ sàn tầng 1 đến sàn tầng 2 là 3,6m, chiều cao từ sàn tầng 2 đến mái là 3,3m. Thường chiều cao này là những con số chia hết cho 3, đều đảm bảo thoải mái sự sinh hoạt các thành viên gia đình. Đó là toàn bộ công trình nhà anh Trung ở thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Hy vọng sau khi xem xong số chuyên mục nhà đẹp ngày hôm nay, quý vị đã có thêm những ý tưởng thiết kế mới cho riêng mình. Hãy liên hệ ngay với Mắt Hôn chúng tôi qua số hotline hoặc comment ngay bên dưới video này. Đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư của Mắt Hôn sẽ liên hệ đến quý vị trong thời gian sớm nhất. Đừng quên nhấn like, subscribe và chọn nút thông báo để không bỏ lỡ những video về nhà đẹp của Mắt Hôn nhé. Còn bây giờ, Nhật An xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.